Trong chúng ta lâu lâu cũng có một cái sự hiếu kỳ hoặc thắc mắc là tại sao nước Mỹ giàu mạnh như vậy mà vẫn có người vô gia cư là sao? Hiện tại bây giờ trong nước Mỹ là không có nạn đói quý vị à. Không có ai đói cả. Trừ khi nào quý vị nào mà hứng lên đi vào trong rừng không có một bóng người nào đó, hoặc là đi vào sa mạc, hoặc là bơi ra biển khơi mà đứng đó mà chơi thì chết đói ráng chịu. Chứ còn trong thành phố là không có ai có đói cả. Nhưng mà tại sao vẫn có nhiều người vô gia cư? Tại bộ không có việc làm sao? Không phải. Ở nước Mỹ việc làm thiếu cha gì. Tại không muốn đi làm thôi. Đăng bảng kiếm người làm quá trời mà không có ai đi làm. Tại sao? Tại vì cái tiền cho nó gần tương đương bằng cái tiền đi làm. Nếu mà đi làm thì sẽ mất đi cái tiền được cho. Nó thì đi làm là con mẹ gì ở nhà nó sướng hơn. Vậy tại sao có nhiều người vô gia cư như vậy? Có rất là nhiều lý do. Có một cái lý do là họ lười biếng. Có lý do là họ thích sống tự do tự tại, không bị ràng buộc. Có lý do là thế giới không cho họ cơ hội. Có lý do là gia đình ruồng bỏ, vợ con ruồng bỏ nên buồn quá đi vô gia cư. Có rất là nhiều lý do. Nhưng mà vài năm tìm hiểu sâu xa về cái vấn đề này đó, thì Phong Lê mới hiểu được rằng là một cái lý do mà chính đáng nhất để miêu tả những người vô gia cư á, là tại vì họ không được bình thường. Cho nên họ không có thể mà đi vào chung với xã hội được. Tại vì sao? Tại vì có nhiều thằng nó siêng lắm. Mình gặp mình nói chuyện rồi. Có thằng đó, trời ơi, nó nói em đâu phải là em không muốn đi làm anh. Người ta không nhận em thôi. Thật sự em siêng lắm, em làm cái gì cũng được. Mình thấy rất là tội nghiệp, mình mướn nó về sơn cái tường của mình, mình trả nó 100 đô. Đang sơn nửa chừng nó tuột quần ra đứng đái. Mình mới hỏi, ủa tự nhiên đang sơn tuột quần đứng đái là sao cha nội? Tại em mất đái. Có nhiều lý do lắm, cái đó chỉ là một cái ví dụ thôi. Giống như là có nhiều thằng đang rửa chén vậy đó, bình thường đang rửa chén vô tủ lạnh cái móc chai rượu ra mà cứ bốc uống. Đồ má, 9 giờ sáng muốn tới quyền. Không phải là họ lười biếng, nhưng mà họ không thể nào hòa nhập với cái thế giới bình thường được. Có thể mình nghĩ họ là bất bình thường, nhưng mà trong đầu của họ có một lý lẽ riêng. Giống như là đang làm ở dưới bếp xong rồi ra phòng khách rồi cầm dao phai cắt móng tay. Đúng hả? Ai mà dám mướn nữa. Chúng ta đừng có đánh giá họ là một con người lười biếng hay là ăn bám xã hội gì cả. Chúng ta hãy cho họ một cái quyền lợi đi. Một cái quyền là cái quyền bất bình thường của họ. Đúng vậy. Chứ người bình thường làm cặt không có việc làm. Một con người cục tay cục chân ở bên Mỹ vẫn có việc làm. Mình đi vô siêu thị mình thấy mà. 15 đồng một giờ để làm thợ chào. Chào anh. Chào chị. Chào quý vị đến Walmart. Yeah. Đừng kêu ra mở cửa được rồi. Bởi vì một con người có lý lẽ bình thường làm gì không có việc làm. Nếu mà thằng này không được bình thường là làm một ngày là bị đuổi rồi. Chào anh. Chào chị. Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Mày nhìn tao làm hả? Ủa đâu? Muốn không? Mày muốn không? Mày muốn không? Ra mùi muốn tới đâu mày? Mày mẹ. Ui. Má thằng nào cười xuống địa ngục chết mẹ. Bởi vì trong chúng ta cũng có nhiều người cũng có lòng cái trách ẩn, cũng có cái lòng thương hại, người ta muốn giúp những người vô gia cư mà cũng giúp không được. Đâu phải là xã hội muốn bỏ rơi họ đâu. Cũng giống như cái bà mà Hải Thúy Nga vậy đó. Bả cũng muốn làm YouTube, làm channel đó, thì bả mới nghĩ rằng cái bây giờ mình phải đi giúp đỡ người vô gia cư. Thế là bả đi ra bả hẹn mà kiếm việc làm cho những người vô gia cư. Bả hẹn 10 người đúng ngày thứ hai đó 9 giờ sáng đến để mà chở đi ra vườn rau đi hái dâu.
Thế là ngày hôm thứ hai, chị Thúy Nga cũng đến đó quay livestream, đợi đến đúng 9 giờ sáng, quay đến 11 giờ. Đéo ai đến nữa. Thế là bà Thúy Nga mới tức quá, bà chạy đến cái tụ điểm mà mấy cái chỗ mấy người homeless mà hay tụ tập đó. Đó, đến gặp mà mấy người đó, xong mới chỉ mặt mấy người đó. Trời ơi, sao mấy ông, mấy người kỳ vậy? Tôi khó khăn lắm mới kiếm được cái chỗ mà mới nhận mấy người vô làm, có xe đưa đón này nọ, là mà tôi đã hẹn hết trơn rồi, mà 9 giờ mà tôi đợi đến 11 giờ mấy người không đến là sao? Thì mấy người mới trả lời là tôi không có đồng hồ. Thằng Tám nó có đồng hồ, Tám có đồng hồ. Nhưng mà nó không gắn pin. Tụi tôi cũng đợi đó, đợi cái kim đồng hồ từ 7 giờ rưỡi mà tôi đợi hoài mà nó không đến 9 giờ. Nói chung là họ không có được bình thường. Họ có thể họ nói chuyện rất là bình thường, mình nghe mình nói ồ ông này cũng bình thường mà nói chuyện bình thường mà, nhưng mà trong trong đó có một cái tín hiệu nào đó nó bị lệch một cái xíu. Nên họ không có thể nào mà hòa nhập với những người khác mà đi làm được. Rồi ở Cali này cũng có rất là nhiều người mà tâm thần mà thấy rõ, đi sáng là mà lái ra ngoài chợ chỗ đậu xe là thấy liền. Cái gì? Mày muốn cái gì? Mày sốc hàng á, tao đánh tao đó. Cái áo màu xanh, cái áo màu xanh nó không biết đi, mày hiểu không? Tại vì nó không phải màu vàng. Mày ngu quá. Muốn gặp mấy người này á, là quý vị cứ ra ngoài cà phê Islandix từ 8 giờ sáng 4 giờ chiều là hả, lúc nào cũng có show để diễn cho coi hết. Có nhiều người hỏi ủa tại sao mấy người bị tâm thần như vậy mà không bắt họ đi đi lại để họ đi vòng vòng vậy? Tại vì mấy người này là còn tâm thần mà tâm thần có văn hóa. Nghĩa là tâm thần một mình họ thôi chứ họ không có đụng chạm những người khác. Những thằng mà đi mà đánh người, cắn người này nọ là bị bắt đi về nơi xa lâu rồi. Còn những người mà có văn hóa tâm thần này là đứng vòng vòng ở đây. Mà hay lắm nha. Khùng vậy đó. Mà chụp tiền bo trên bàn lẹ lắm. Đầu sợ hở một cái là mất tiền bo. Mà không hiểu làm sao, nhưng mà nghĩa là họ có tâm thần, nhưng mà họ nói cái gì những cái câu mình không hiểu, nói từ trên trời dưới đất, cái chuyện tùm lum tùm la, nhưng mà có một cái câu duy nhất nói rất là rõ. Một cái câu duy nhất nói rất là rõ, nói người văn từ là đầy đủ giống như là rất rõ. Đó là cái câu con đồng cho em đồng đi. Con đồng cho em đồng đi. Tại sao cái câu nó lại quá bình thường như vậy, đúng không? Tại mình nghĩ là nếu mà người ta khùng thì người cái câu nào người ta nói ra nó cũng phải khùng chứ. Đáng lẽ là ê, cho con đồng mua con rồng đi. Mình đáng lẽ là phải như vậy, đúng không? Tại người ta không được bình thường thì mình phải hiểu được là cái câu nó sẽ nên như vậy. Chứ đâu có thể nào mà tự nhiên cái câu mà có một đồng cho một đồng đi nó rất là bình thường. Tại sao nó lại như vậy? Một cái câu hỏi mà mình lúc nào cũng hỏi trong đầu đó, tại sao nó lại như vậy? À, mình phải dùng cái kiến thức, mình phải dùng những cái sự hiểu biết của mình đã có từ năm bao nhiêu lâu nay đó, mình rút ra được một cái câu trả lời là có thể thằng này đang phê hàng. Tại vì những thằng nào phê hàng nó biết mà, thuốc có lúc lên và có lúc xuống, đúng không? Cái lúc lên á thì ai ai cơ ai cái ô ô cơ ô cô ô ti tiên ta yên tiên hai cô tiên là hai cô tiên hai cô tiên là hai cô tiên. Lúc thuốc xuống là con đồng cho con đồng đi. Ai ai cơ ai cái ô cô cơ ô cô hai cô tiên là hai cô tiên. Thuốc xuống con đồng cho con đồng đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.